Như Huỳnh mến chào quý khách. Và hôm nay thì Như Huỳnh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một cái lô mai cúc thọ hương. Em ghép hình đế thú và đặc biệt là quấn thân hình con thú rồi quấn rễ luôn. Rễ là được quấn. Đây, nó rất là đặc biệt nha quý khách. Cả nhà nhìn xem nè, dáng dốc của cái cây gốc nhớt của em á là nó rất là đặc biệt nha quý khách. Rồi cái phần thân này nè là nhỏ hơn ngón út em tí xíu, đầu đũa lớn ha. Rồi chiều cao á, cây tầm khoảng 2 gang tay của Huỳnh. Và cây như thế này thì em bán là 100 ngàn một cây nha, 100 ngàn một cây. 3 cây em bao ship và 10 cây em tặng một nha. Hoa nè, hoa rất là thơm. Thì hoa của cúc thọ hương phải nói là tuyệt vời rồi. Các bác và các chú sưu tầm năm nay rất là nhiều về cúc thọ hương nha. Ai cũng thích cái loại cúc này hết á, bởi vì cái dòng mai này dễ chăm, sinh trưởng lại mạnh nữa quý khách. Và cả nhà xem nè, rất là nhiều hình con thú nha. Rồi, hãy sưu tầm cái mẫu mai cúc thọ hương mà và quấn đế, quấn thân ghép cái góc như thế này. Cả nhà ơi, rất rất là đẹp luôn. Mình nhìn thấy nè, đó, cả nhà nhìn xem ha. Thì cái đế này nữa hết cả nhà, là phần đế nó nở tự nhiên nè, rồi kết hợp với phần thân, dù uống đế uống thân nữa ha. Thì cái cây nó rất rất là đẹp luôn á quý khách, nở tự nhiên nha. Đó, cả nhà xem. Rồi ha, 100 ngàn một cây, 3 cây em bao ship và 10 cây thì em tặng một nha. Rất là đẹp và duyên luôn quý khách ơi. Rồi bên này, bên này em có một cái mẫu nữa, đó chính là dảo siêu nụ. Đây cái hoa nè quý khách. À, cả nhà thấy ha, cái form hoa rất là duyên. Hoa cũng từ 8 đến 12 cánh. Và khách ơi, cái cây này thì em cứng cáp rồi. Do em lãi lá, lãi nụ nên bây giờ nó đang ra mấy cái lọc mới nè, rất là tốt luôn ha. Thì mọi người về có thể lấy bo nha, 100 ngàn cây, 4 cây em cũng bao ship và 10 cây em tặng một nha. Rồi bên này, bên này em có cái dòng mai cúc thọ hương mà giá thì nó 80 ngàn cây hẩm rài nè. Em giới thiệu quý khách đây, cây này cái chọt nó cũng khá cứng cáp rồi, cao 3 tấc rưỡi 4 tấc. Đó, 3 tấc rưỡi khoảng với 4 tấc nha cả nhà. Tại vì em lắc lượn nữa ha, em có uống lắc lượn nên là nó hơi ngắn ha. Rồi mẫu này 80 ngàn một cây. Đó, 5 cây em bao ship và 10 cây em tặng một á quý khách. Rồi bên này, bên này em có cái dòng mai dảo tự quấn, dảo tự xoắn á cả nhà. Thì cái loại này em bán là 80 ngàn một cây à, 80 ngàn một cây ha. Đó, 4 cây em bao ship và 10 cây thì em tặng một cây nha cả nhà. Đây, cây quắn nhìn rất là duyên luôn nha. Đây, đó, dảo tự xoắn này là còn gọi là dảo tự quắn á. Đây cả nhà. Rồi bên này, bên này em có dòng mai 7 tầng luôn nè. Cúc 7 tầng hay còn gọi là cúc tiên ong quý khách. Phơm hoa nó cũng duyên kìa. Thì cái loại này em bán là 100 ngàn một cây. Cúc 7 tầng, cây cao khoảng cỡ 3 tấc rưỡi ha. 7 tầng nha cả nhà. Rồi bên này, ngày nào thì em cũng tranh thủ em đóng hàng cho khách nha. Đó, thì bên này em có một cái loại đây quý khách, tư long. Tư long nó cũng đang có hoa nè, rất là đẹp luôn ha. Nụ nè, nụ nụ luôn á. Loại này em bán 70 ngàn cây. Ra ghép gốc đẹp ha, đế đẹp, cây cao khoảng 3 tấc. Đó, đế nè cả nhà. Khoảng em có uống lắc lượng nè nên ra khoảng có 3 tấc rưỡi. Và 70 ngàn một cây quý khách. Và bên này hoàng hậu nè. Hoàng hậu cũng 70 luôn ha, rất là nhiều loại nha quý khách. Hoàng hậu 70. Rồi bên này em có là tây thi luôn. Tây thi này thì có giá là 100 ngàn một cây ha. Cây cao 3 tấc rưỡi tây thi. Rồi cả nhà thấy nè, tây thi thì cái lá của nó đó, lọc lá nó cũng màu đỏ ha. Đó, em ghép góc cũng rất là đẹp, 100 ngàn cây. Rồi bên này em có nu xù luôn quý khách. Nu xù là ghép chỗ nào nu ra chỗ đó. Thì cái lô nu này em bán là 100 ngàn một cây ha. Rồi bên này, bên này mình có cúc cam luôn. Cúc cam này thì cây này chưa cao lắm quý khách, bởi vì cái dòng cúc cam này đang rất là hot luôn nè. Cây cao cũng khoảng 2 tấc rưỡi. À, 2 tấc rưỡi ha, quấn đế rất là đẹp nha, quấn đế đủ kiểu hết. Cúc cam thân mành, loại này em bán 70 ngàn một cây nha. 4 cây em cũng bao ship, 10 cây em cũng tặng một ha. Thì đây là cúc cam.
Đó. Rồi. Huỳnh đố cả nhà chứ một cái màu đỏ rực trời này chính là cái loại nào? Thì đây chính là cái em hoa hồng thanh tú nha. Đây cũng có mặt hoa luôn. Và quý khách biết không, thì cái lô này á, nó đang đi cái lọc lá với lại làm cái lọc cành nó rất là đẹp. Bởi vì cũng có đôm á, cũng có lãi lá cả nhà. Thì mẫu này em bán là 125.000 một cây, 4 cây em bao ship và 10 cây em tặng một nha. Đó, hoa hồng thanh tú. Rồi, đây có cái bông tiêu long nó bự quá trời nè cả nhà. Ồ, nó đẹp quá cả nhà ơi. Thôi nè, đó, cúc tiêu long á, hổm gài là tiêu long là được rất rất là nhiều người yêu thích nha. Mặt hoa như thế này biết sao không thích được cả nhà. Đó, cả nhà xem nè. Trời ơi, nó vung, nó phùng. Rồi, thì loại này em cũng bán 70 á, hôm nay em có giới thiệu với cả nhà rồi ha. Rồi bên này nè, bên này em có là hồng lộc mai luôn. Hồng lộc mai thì em bán 70, em ghép gốc kền kền không à. Đó, cây cao khoảng cỡ 3 tấc rưỡi á. Hồng lộc mai ha. Cái gốc này cả nhà. Đó, cực xinh luôn. Đó, 70. Rồi đọt đỏ luôn nha quý khách. Cúc đọt đỏ luôn. Cúc đọt đỏ thì em bán 80. Cúc đọt đỏ 80.000 một cây ha. Rồi bên này em có là nữ hoàng pha lê luôn. Nữ hoàng pha lê thì 100.000 ha. Giống mới, cây cao khoảng cỡ 3 tấc. Rồi nhị dài luôn. Nhị dài cũng 100.000 luôn quý khách. Rồi Huỳnh có rất là nhiều loại. Có rất là nhiều loại nha quý khách. Mình thích loại nào thì mình alo em ha. Rồi cúc bi. Cúc bi nữa nè quý khách ơi. Cúc bi 80.000. 80.000 một cây ha. Cây cao khoảng cỡ 4 tấc. Cúc bi nè, cũng rất là tốt nè quý khách. Rồi đọt xanh luôn. Đọt xanh 70 luôn. Đó, đọt xanh 70 cũng 3 tấc rưỡi. Nè, xanh rất là đậm nha. Màu xanh nó ra rất là đậm nha cả nhà. Đó. Rồi không nhị luôn. Không nhị của Hoàng Quyết Long luôn quý khách. Đó, loại này thì 70.000 một cây luôn. Không nhị của Hoàng Quyết Long ha. Không nhị của Hoàng Quyết Long. Bên này nó có cái hoa nè quý khách. Đó, hoa của buổi chiều rồi. Ồ mà nó đẹp như thế này nè. Nó xinh như thế này luôn cả nhà. Đó. Rồi, em có 2 tầng luôn. Giới thiệu quý khách luôn 2 tầng luôn. 2 tầng thì mẫu này á là em bán 70.000 cây ha. 70.000 cây, 4 cây bao ship. Rồi 150 cánh luôn quý khách. 150 cánh thì có giá cũng 70.000 luôn. Đó, mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình.